Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền đang ở nhà chị gái nhá. Trộn hết công nghệ đấy. Mang ra ngoài này. Tiếp tục trong cái chương trình mang hẳn ra đây. Giúp đỡ mẹ con nhà chị gái. Hoàng Hiền tập trung cái này là giúp đỡ. Đừng đấy vội. Đưa cái đây. Đưa cái đấy đây. Đưa cái kia cả. Thành mang cái đấy đây. Cho cái cơm vào đây. Bỏ cái đấy xuống, bỏ cái vàng xuống. Đừng. Thả cái vàng xuống. Cứ thả xuống đấy. Tay cầm cái này. Đổ cơm vào. Đừng ấy vội. Đập lên vỡ đưa đây. Vét hết ra. Sắn cái ống áo lên, bựng hết áo. Chỗ này nắng thì phải quét sạch đi nhá. Bữa buồn quá, buồn quá. Sau đấy thằng Thành nhanh lên xong thì mang hai cái rửa sạch hai cái máng đi. Còn cái máng nào không? Mang cả cái máng gà to ra rửa sạch đi. Được đấy đây. Ra rửa sạch đi nha. Mang đây. Ui dồi, theo hết mình kìa. Hôm nay là quyết định là thả gà ra các bác ạ. Do là cái số lượng gà nó đông đấy. Nhốt thì là cái nguồn thức ăn nó là ít. Bây giờ ngô thì Hoàng Hiền thấy là ngô cũng ổn rồi. Chỗ này ngô nó cứng cáp. Tí nữa chị lấy cái lưới chị be cái chỗ này cho rau nó gà nó không nhẵn lát thôi. Còn đâu thả nó ra đấy. Cho nó chạy quanh xuân quanh vườn đây. Nó bắt cào cào run dế nó ăn. Một phần nó cũng đỡ đi cái tiền cám cho chị gái, đỡ phải mua cám nhiều. Thằng Thành kia mang cái máng vàng cho mẹ rửa nốt đi. Mẹ con nhà chị gái này thì tôi thì đã thương giúp đỡ cho chót các bạn. Hoàng Hiền tập trung giúp đỡ cho mẹ con nhà chị này. Thời gian này là ôi cẩn thận. Cất cái nồi đi. Thay đổi vươn lên trong đoạn này. Cho nó ra ngoài nó ăn để cứng cáp gà. Nhập sâu bọ run dế. Quanh vườn đây là kín hết là không lo mất các bác nhé. Không lo nó đi đâu được. Bè kín cổng với lại chỗ này là được. Ôi mang đây. Đặt đây. Đấy giải giải đặt luôn. Đặt luôn. Đợi rộng ra. Một cái này đấy. Đổ vào. Bốc ra. Cho nó ấy luôn. Thành đuổi con gà ra ngoài ra. Nó ra ngoài ra này. Kem vào cửa bếp và cho nó ra ngoài này không nó chạy vào bếp. Gà to này việc không phải nhốt chung nữa, à không phải riêng nữa, cứ quẹ nó. Ban ngày chỉ có thả, tối nó tự vào chuồng nó ngủ, được chưa? Đấy, be kín cái chỗ ra ngoài này mới lại lấy một cái miếng lưới để ra be cái chỗ chân cái cổng vào nhà chị ấy. Nó không lọt ra ngoài được. Đi làm đâu rồi nhớ đóng cổng kín nó chạy ra ngoài nó mất. Được chưa? Còn để nó ăn trong cái khuôn viên này nhà này thoải mái. Thành đuổi mấy con kia ra đây. Đưa đây. Nó ra nó ăn. Đuổi ra đây. Rồi đang chạy ăn quanh ăn khắp vườn rồi các bác. Chị này chị nhốt mà nó vẫn sổng ra ngoài. Chạy lên tình thôi. Quyết định là thả luôn các bác. Đấy. Cho ra ngoài cho nó đi kiếm run dế nó. Cọ đã nó. Một màu xanh bạt ngàn nhé. Bê
về lấy rau cho chị ăn rau thôi. Đâu kiếm cọc có để đóng vào để be cái rau này đi. Cái cọc đây. Tìm cọc. Mấy con to này, con đàn trước còn sót lại. Đàn sau đàn bé gần bằng. Ôi cậy nó, còn tí nó ra. Này là vẫn phải xong để mua cho lẫn cái cám gà chăn lẫn vào mới được. Còn chăn mỗi này là nó thiếu chất cám kia là nó chưa được đâu. Đấy. Nhưng mà tiền của chị Hương cho còn 300 nghìn đấy không để mua lẫn vào. Chặt đầu cái nhọn đấy đi. Đấy rồi, cái đấy cắm luôn, giáp vào bờ tường, chỗ ấy, bỏ cái đấy ra. Giáp vào tường là như nào? Đúng rồi. Lấy cái gì chắc chắc đập. Chặt nhọn đầu đi. Đây. Thẳng hàng đây. Nữa đi, cái ra nữa đi. Nữa đi, nữa đi. Còn cọc không? Còn. Ờ được, ấn không thành. Mẹ. Thôi để mẹ đóng. Đây này, chị bảo nó không rỉa đây. Rỉa mầm. Đói sốt ruột rỉa hết. Nhẫm lát hết rau dền thứ đây. Chỗ này nó mất rồi xong rồi cấy ra này. Còn rau khoai lang thì không lo. Lấy cái que đổ nằm dưới đất kìa. Đấy chỗ gà ấy. Đây này. Đấy. Đàn gà này mà không thả ra là không được các bác. Đấy. Trong chuồng thì nó quần ở đấy. Chị này chị đi bắt ốc các thứ. Cám cũng không đều. Thả ra thì lúc nào đi bắt thì hay đi làm thì thức ăn nó ít thì nó vẫn ra ngoài nó kiếm được con giun con dế. Đấy. Có cái rau kiếc nữa. Nó ăn nó đỡ tiền cám. Kiếm một que nữa. Trong nhà còn cái nào? Lấy que chắc chắc ở đây nè. Tìm luôn cả cái dù đục cái gì chắc để đập nhá. Đóng chắc mới được. Không được đâu. Thành mang cái chậu giếc này, cái chậu bầm vỡ này để gọn vào bán sắt vụn. Còn cái kia xô giếc để gọn gàng vào. Hất nước đi. Vứt gọn vào góc chuồng kia để bán sắt vụn. Đây này, cái xô đợt nằm cái xô để làm gì đây? Vứt gọn đi.
trống mà đỏ. Béo lắm, béo nhìn trông là béo một quịch nhá. Con này nó chắc phải tầm độ cân 3, cân 4 là trống. Mái này béo lắm. Con này béo nù người, béo ụ người nha. Mái. Đập mạnh đúng không? Chắc có nó đổ ngay. Rồi. Vỗ vào tay đấy. Đã giúp, còn giúp cho đến nơi đến chốn luôn rồi chị. Vươn lên, không vươn được nữa thì thôi. Cái đấy cho giáp rút lên, rút lên, rút lên. Dịch ra. Không, thẳng cái này. Được rồi, đóng cái đi. Không còn cái que dài nào nữa à? Ngắn tũn này làm gì? Cho cái que này vào giáp tường đi. Rút lên cho vào giáp tường. Áp sát tường. Đấy. Tập chéo kiểu ngang ở đây này. Thành nôi cái lưới ở đây. Đây. Giữa. Rồi. Rồi. Cho này cái nữa. Thôi để đấy đi, để đi. Con gà này không phải be biết nữa. Được chưa? Cứ để nó ngày ra ăn tối tự vào, mưa gió tự chạy vào. Nó thích vào nó vào. Ấy cái lưới buộc vào đi. Bỏ cái chậu này đâu kia Thành ơi. Nhấc cái chậu vào đi. Nhấc mãi đâu kia đi. Nôi đây, nôi đầu đi tiến luôn đi. Tiến. Ra đây đi. Thành cầm cái đầu kia. Nôi đi. Cho cái đầu kia vào chỗ này. Nôi đi, nôi đi. Thôi từ từ. Chị gái bỏ ra đi. Này đây. Chị gái ở đây. Buộc từ đầu này. Thôi đóng Thành nhá, được rồi. Buộc dưới chân, ở chân nó đâu. Cao lên. Buộc dưới chân này đã. À. Đóng cái gì, ui, này, làm cái gì, nóng, đóng làm gì. Bỏ cái đầu lưới đấy, cho cái đầu lưới vào đây. Đầu chân này. Cho ra vào. Rồi đấy, đóng đây. Ơi. Cái nó. Chắc vào, mạnh vào. Quay đầu đi. Rút đầu đấy này. Chặt cái đầu đấy đi. Lấy cái dao chặt cái đầu đi. Thầy cầm cái dao đấy Thầy ơi. Cầm cái dao đấy. Đang làm nó cất dao làm gì vội đấy. Anh cho nó ra ngoài nó nhặt đi. Kiếm run dế nó ăn. Cây một cái cục ấy, bổ con gà cái ra. Ấy, chặt được cái đầu, chỗ đầu nhọn lên thôi cho nó bằng là được. Rồi. Đóng đây.
đấy, áp vào đấy mạnh lên, nó nằm vào tay đấy, nữa chắc chưa, đập tí nữa đi, được rồi, đây nữa đây. Cái đầu đây của nó kẹp vào đây luôn, ép vào đây này, nuồn vào trong luôn, cho tất cả cái vào trong đây này, chậm thế nhỉ, cho cái này nữa này vào trong đi, hiểu vấn đề không, đấy nuồn vào trong này, được rồi đấy, đập cho cái nữa, lấy dây buộc vào. Thằng Thành ra đây lấy dây buộc cái này vào đi. Đấy rồi. Đấy. Nôi căng này ra. Vào lấy đá chèn vào cái này. Mang gạch ở đây. Chèn vào chân đấy cho này. Cầm hai viên một mang đây. Xắn áo này, xắn quần lên. Cọc thấp quá. Chối được rồi, buộc đây này. Buộc bên này đi. Buộc một cái giáp chân ra ngoài. Ra ngoài, để gạch ở ngoài. Nối căng vào. Chị nôi đi, sao phải bảo nó làm gì. Buộc cái cho nó căng dây ra. Ra. Đấy, buộc luôn cái trên đi. Nuồn luôn đấy, buộc luôn. Con gà nó to mà cảm thấy nó bay vào đây, cắt cánh luôn đi. Cắt một bên đi. Được chưa? Thắt nút luôn, làm nó nhanh nhanh lên tay đi. Nhìn người nào mà làm chậm chậm mấy em cũng... Thế kỷ bao nhiêu của làm nó phải nhanh nhẹn, sáng tác việc cái mà làm. Dạ. Hai tay, mỗi tay một viên cầm, mất công cầm nó đi một lượt làm... Đấy. Đề nghị sắn ngay cái áo, cái ống áo này nhá. Kéo cao lên. Kệ nó, đi làm việc của con đi. Chèn luôn gạch vào thế nào. Đẹn được không, được không? Nôi cái nứa ra, đúng rồi, đấy. Đấy, rồi. Thằng Thành ơi, cục cái đây. Đập lại đi, đập lại cái này đi, cái này lỏng này. Được rồi đấy. Nối căng cả dưới chân nữa. Được rồi. Chị này mà không có Hoàng Hiền chị thì thẳng định các bác không còn làm được đấy. Ngay chỗ rau này bảo gà nó không ăn đâu. Cái kết không be là giờ ăn tối là nát hết luôn. Giờ thì đằng nào nè. Có nhốt thì nó vẫn cứ nhảy ra các bác. Đói nó vẫn nhảy ra. À, thôi, cho nó ra ngoài luôn. Kết hợp cả chăn cả ra ngoài ăn. Vườn mình rộng rãi. À xong phải lấy cái lưới bè cái miệng giếng vào nhá. Nó nhảy đấy là tùa đấy. Thành ơi.
Thế có còn gạch ở trong này còn gạch không? Hả? Trong này còn gạch không? Nhặt ngoài đấy à? Ồ, nhặt ra đây. Được rồi, buộc tiếp đi. Các bác theo dõi video thì các bác cũng ủng hộ giúp cho mẹ con nhà chị đấy. Động viên thôi. Các bác nào có kinh tế thì các bác giúp kinh tế, không có thì các bác giúp về tinh thần. Các bác có thể like và comment ở dưới video động viên. Nhiều bác là bảo chị gái chị không biết đọc bình luận, nhưng mà thằng Thành này nó đọc này. Hôm nào nó cũng xem video cũng có cái điện thoại đều đều xem được. Tối mở xem cũng đều đọc bình luận của các bác, nên là khi mà đọc được những cái bình luận nó mang cái tính tích cực động viên. Cắt cái chỗ này dây buộc này thì là cái tinh thần của chị cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ lạc quan đấy. Biết là các bác cũng đang ở bên cạnh động viên đấy. Thì nó sẽ vươn lên đấy. Nhiều lúc buộc nô cái dưới chân này căng rồi này, cái chân nó trùng đấy. Nhiều lúc nó cũng nghĩ rồi, nhưng mà thôi thì người ta mẹ con là chị ấy bệnh tật đấy. Không bằng, không may mắn như mọi người nên là mới như vậy, nên là cũng bỏ qua để giúp đỡ thôi. Không còn cái que nào dài hơn nữa à? Chị lấy cái que kia kìa, chị ra chị lấy cái que kia cho em nhanh. Đấy, chặt cái đầu nhọn nó cắm rồi. Ui, chị gái nhiều bọ mạt kinh khủng luôn. Sợ nó ở đâu mà nó nhiều đấy nhỉ? Nó à, nhiều bọ mạt đứng, bọ mạt bò đầy chân, sợ thật. Gà là nhiều bọ mạt à? Gà bọ mạt đấy. À, sợ thật. Này chị cũng quét dọn sạch sẽ, nó bò vào nhà chị, giường nhá. Bầy yến một thôi, nó nặng con, yến một thôi. Cái đoạn đấy phải buộc được mấy chỗ, nhưng phải buộc một chỗ. Cắt đôi cái đấy ra. Dây nó không có, không biết tiết kiệm. Ui giời ơi. Lấy con dao chặt con gạch nhé. Gặp đôi cái dây và lấy con dao hất ngược một cái là đứt rồi. Chị này đúng là nếu mà bà này mà thật các bác, là nếu mà lấy chồng mà phải cái bà mẹ chồng nào mà bà nhanh nhẹn, bà ấy nhìn làm cái cách làm này là hai hôm là trả ngay về nơi sản xuất. Cười cái gì thật đấy, xem cái chuyện làm nó không có nghĩ một tí nào luôn, không biết sáng tác cả một cái gì. Tôi làm nó phải nhanh nhẹn đấy, hoạt bát năng động em. Buộc giáp ở dưới chân đấy, nôi cái lưới ra chỗ khác. Ôi ít một thôi, có đâu để đấy, bê một nửa đấy thôi nhá, ít một không nặng.
Về tiếp đi. Đấy, thế có phải nhanh không? Cho gạch chặt. Thế là không đủ sao? Có đủ không? Thiếu tí rồi. Rút 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 rút. Rút cọc đi. Đóng vào trong. Đấy. Không, không cần như thế đâu. Tầm này là vừa đủ. Đấy. Đấy, đóng đúng đấy là đủ. Vừa đẹp luôn. Đây đúng là kiểu thịt lợn của thế kỷ ngày nay. Thịt lợn. Yeah. Nhiều bác xem video là bình luận cái gọi là gái thịt lợn. Nhưng mà cũng giống thật. Đó. Cái gì? Hả? Cái gì? Đúng là thịt lợn. Biết thịt lợn ai không? Không. Ừ. Thôi thấy đủ rồi thằng ạ. Con này mang ra xếp này, nhặt vào xếp vào lưới như này đi. Đấy. Đúng rồi. Như này là phải để ý thường xuyên, cây ngô là mà gà nó là nghiêng ngả là đắp đất vào nhá. Nó đổ đấy. Đây, buộc luôn cái cây trong cùng rồi đi. Cắt luôn đi. Đây này. Buộc cái giáp trong cùng rồi đi. Nó căng à? Đừng chầm vội thầy ạ. Được, vừa đẹp, cứ buộc trên đến tí nồi dưới được. Buộc một nút được, không phải quấn hai lượt nữa, buộc luôn. Con này chui đây này, làm gì này. À, béo phết này. Chân to nhỉ. À, to phạc này. Đấy, nồi, cứ nồi càng buộc tí chèn ở bên gạch to ở dưới là nó đỡ không vào được. Đẩy cho cái áp đi, đập chặt nó được. Ổn ngay cái gì. Này nó kiếm cái cọc khác nhá. Cọc này thấp quá. Ừ. Lấy cọc đây. Đập đây. Đây đây đây. Kìa kìa, đấy kìa. Cái đập cơ mà. Đẩy nó vào. Đứng ngang á. Vào tay đấy. Du áp nào, tay cứ đẩy vào trong. Đấy. Ui dồi. Đưa này. Đó. Lấy cái kia ấn đó.
đóng vào, đóng cái đầu kia vào, hiểu không? Đấy, cắm chặt xuống, dù áp áp vào, đấy, cũng được, được chưa? Rồi, kiếm cọc to buộc thành không chèn hết chỗ này vào đây này, chèn đi, mỗi cái việc thôi, bé làm việc bé. Thành quả đến ngày hôm nay là cũng xem Hoàng Hiện rất mừng. Đấy. Trước mắt là đàn gà đẹp, vườn ngô đẹp, lợn cũng đẹp, bò thì sắp đẻ. Rồi chỗ này phải lấy cái lưới ở cái cửa miệng ấy kìa, be cái miệng này vào, gà nó nhảy lên đây, tụt đây là phí phạn thôi.